Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của timsangon.com. Và ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để tạo ra một cái hình ảnh chuyển giới của chính bản thân các bạn mà đang làm mưa làm gió trên mạng xã hội những ngày vừa qua. Thì đầu tiên, đây mình có tải thử về một số hình ảnh của bạn bè mình. Thì mình có chỉnh sửa cái này. Nhìn rất là buồn cười các bạn ạ. Anh này cực kỳ buồn cười luôn. Thì đầu tiên nhá, các bạn hãy vào trong CH Play. Các bạn chọn là tìm kiếm từ khóa Face App. Các bạn tải về nhá. Cái ứng dụng này của nó ấy, thì có rất là nhiều cái hay. Ví dụ như là chuyển từ nam thành nữ, nữ thành nam. Và có thể chuyển là từ người già thành người trẻ, người trẻ thành người già. Ngoài ra thì cũng có làm một rất là nhiều những cái công cụ khác phổ biến bây giờ như là làm mịn da này, xóa mụn này, làm cho mặt mình có râu này. Đấy, rồi đã tải xong rồi, chúng ta bấm vào mở nhé. Next. Rồi, allow là cho phép, đấy, cho phép truy cập vào ảnh nhé. Ok. Thì đây là nó đang tải cái ảnh trong điện thoại của mình. Các bạn chờ nó tải hoặc là các bạn ấn vào cái phần photo ở bên dưới cùng này. Đấy, chọn ảnh ở đây. Ấn vào all media ở bên trên. Cái này thì tùy từng dòng máy nhá. Có loại nó sẽ hiển thị, có loại nó không hiển thị nhá. Thì mình đang dùng máy Samsung. Bạn nào mà dùng iPhone nó sẽ khác, Xiaomi nó khác một chút. Thì đại loại thì nó cũng như thế thôi, rất là dễ dùng. Đây thì ví dụ mình lấy một cái người bạn của mình. Rồi, nó đòi yêu cầu là phải cho phép. Rồi ấn agree. Rồi đây là một cái người bạn của mình nhá. Thì các bạn nhìn xuống ở bên dưới này, cái phần render đấy, thì bấm vào đấy. Có hình mặt của một nửa nam nửa nữ đấy, bấm vào đấy. Rồi, thì ở đây là hình của nam nhé. Thì cái đầu tiên là original này, thì là hình nguyên gốc. Đây, tiếp theo là hình phụ nữ 1, hình phụ nữ 2. Và cuối cùng là nhìn nam giới trông rắn sỏi hơn. Các bạn bấm vào thử xem cái nào nhé. Trông rất là buồn cười nhá, đúng không? Rồi, người thứ 2, phụ nữ 2. Tóc dày hơn. Rồi, người đàn ông rắn sỏi hơn. Các bạn bấm vào cái hình tròn tròn mũi tên ở bên trên này. Đấy, bên trên người đàn ông ấy. Thì nó sẽ cho chúng ta thấy sự so sánh khác nhau giữa hai người là thế nào. Đấy. Rồi, nếu bạn thấy ưng rồi thì bạn nhìn xuống dưới cùng có chữ apply. Bấm vào đấy và đồng ý. Xong. Và ở bên trên cùng nó có chữ save. Các bạn bấm vào đấy là lưu. Đấy, thì các bạn đã lưu thành công vào trong cái thư viện hình ảnh của họ rồi. Đây là họ có bản dùng thử bản Pro. Thì dùng bản Pro ấy thì sẽ không bị có cái chữ Face App ở trong ảnh của chúng ta. Và chất lượng của hình ảnh, video nó tốt hơn. Và có thể truy cập được vào nhiều những cái bộ lọc khác đẹp hơn, hay hơn ở trong ứng dụng này. Thì giá 3 ngày. 3 ngày thì được miễn phí nhé. Bạn nào thích thì bấm vào continue. Đấy, còn nếu không thì bỏ qua, bấm decline ở bên dưới. Và sau đấy, nếu như mà mua ấy, thì sẽ là 699.000 một năm. Chia ra là khoảng tầm 58.250 đồng một tháng. Rồi ok, bỏ qua nhé. Thì chúng ta đã được xong một cái hình ảnh đã chỉnh sửa rồi. Và nếu như muốn so sánh hình đấy với cái hình đầu tiên ấy thì bấm vào phần before after ở bên dưới cùng này. Rồi. Các bạn thấy chưa? Rồi di chuyển ở bấm một cái ảnh di chuyển để cho nó đấy, để cho nó chọn được cái hình mà các bạn muốn nhá. Đấy, thì các bạn dùng một ngón tay thì di chuyển trái phải lên xuống. Các bạn dùng hai ngón tay thu phóng đấy. Nó sẽ co ra kéo vào cho các bạn. Rồi.
Nếu mà thấy ưng rồi ấy, các bạn bấm vào save. Rồi xong, rất là hay. Đây, đây là cái hình người bạn mình khi mà vừa mới sửa. Và đây là phần before after. Đấy, các bạn mà dùng cái bản premium thì nó sẽ mất cái chữ face app này đi. Ok, đây là nam nhá, mình sẽ làm thử nữ này. Các bạn quay lại này, rồi chọn lại ảnh nhá, photo, all media. Rồi đây là một bạn nữ khác của mình, bạn nữ khá là xinh. Rồi ra hình con trai buồn cười quá. Ui rồi, ô các bạn ơi, hình con gái vừa rồi nhá, cái cổ áo quét sâu xuống nhá, đây con trai cổ áo nó lại ở nông hơn này, rất là hay nhá. Thêm râu này trông được đấy. Còn đây là kiểu như trang điểm lồng lộn hơn đấy. Rồi apply, ok. Và đấy là đã xong cái phần mà chỉnh sửa giới tính. Ngoài ra thì cái phần mềm này rất là hay, còn rất là nhiều những cái thú vị khác nữa, các bạn tự khám phá thêm nhé. Hoặc là mình có một số những video khác các bạn nhớ chú ý đón xem. Ví dụ như phần là tuổi này, bạn age là tuổi. Đây, cho nó trẻ ra này. Chờ một tí, nó tải hơi lâu các bạn ạ. Đây, các bạn ấn cái hình tròn tròn có hai cái mũi tên ấy. Đấy, thì nó sẽ so sánh. Rồi, bây giờ mình cho già đi xem nào. Trông rất là hay, rất là buồn cười. Ok. Và nếu như bạn thấy video này có ích thì các bạn nhớ chia sẻ đến người khác nhá. Các bạn nhớ đăng ký kênh cho mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.